xe Hyundai Grand i10 nhé, dòng xe thuộc phân khúc cỡ A của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12 của năm 2023, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Hyundai Grand i10 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu sẽ có thể nắm được. Dòng xe Hyundai Grand i10 là dòng xe thuộc phân khúc cỡ A lắp ráp tại Việt Nam, cũng như là được hưởng cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước. Và cái thời điểm giảm thuế đâu đó chỉ còn có chục ngày nữa thôi là chính thức cái giảm thuế của nhà nước sẽ kết thúc. Và thời điểm này thì anh em cũng nên cân nhắc là quyết đoán đặt cọc ngay đi, để có cái mức ưu đãi tốt nhất của dòng xe Grand i10 này. Cũng như là đang có một cái thời điểm mà rất là nhanh thôi, cái chương trình giảm thuế trước bạ sẽ hết anh em ạ. Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại, trừ trực tiếp tiền mặt, về quà tặng và tính tổng lăn bánh, để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản mà anh em cảm thấy phù hợp nhất anh em nhé. Hyundai Grand i10 như anh em đang xem trên màn hình là cái phiên bản hatchback và có 3 sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm phiên bản 1.2MT bản bay, có nghĩa là bản hiếu đấy ạ. Bản thứ hai là bản 1.2AT tiêu chuẩn, và bản thứ ba đó là cái bản 1.2AT đặc biệt. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ cho anh em về phiên bản 1.2MT bản thiếu anh em nhé, hay còn gọi là bản bay đấy ạ. Bản này thì đang có mức giá là 360 triệu. Cái chính sách giảm tiền mặt của đại lý bên em thì lên đến 25 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 381 triệu, trả góp thì đang là 93 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 377 triệu, trả góp thì đang là 91 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 359 triệu, trả góp thì đang là 73 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì vui lòng cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang có 4 xe để có thể giao luôn. Nó chỉ có một màu thôi, là màu ghi bạc anh em nhé, là có thể giao luôn cho anh em được. Anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Grand i10 1.2AT tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá là 405 triệu. Cái mức ưu đãi của đại lý bên em ở thời điểm này thì cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 25 triệu, và tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ở cái thời điểm nửa cuối của tháng 12 thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 426 triệu, trả góp thì đang là 103 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 422 triệu, trả góp thì đang là 101 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 404 triệu, trả góp thì đang là 83 triệu. Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em nên cân nhắc đặt cọc sớm giúp em nhé, vì hiện tại thì bên em còn một số xe để sẵn giao luôn, đủ cái thời điểm mà chạy thuế để ở thời điểm này cho anh em, cũng như là để có cái chính sách giá bán tốt nhất cho anh em ở cái thời điểm ngày 18 tháng 12 em đang cập nhật này anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Hyundai Grand i10 1.2AT đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 435 triệu. Cái chính sách giảm tiền mặt thì lên đến 30 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 447 triệu, trả góp thì đang là 108 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 443 triệu, trả góp thì đang là 104 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 425 triệu, trả góp thì đang là 86 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Hyundai Grand i10 ở cái thời điểm ngày 18 tháng 12 năm 2023 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy,
thì anh em vui lòng gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. And when the world is burning, oh.